Tại sự kiện IFA 2016 vừa rồi, các nhà sản xuất Trung Quốc đã khiến cho các hãng khác cần phải e dè, đó là giới thiệu liên tục các cái model với cái thiết kế cấu hình tốt và mức giá rẻ. Đây là chiếc Umi Max, mọi người tìm trên mạng mà xem có tin nói về sản phẩm này tại sự kiện đó rồi. Vậy nó có gì nổi bật, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Có 4 thứ mà sẽ làm cho các hãng khác phải e dè. Một là chiếc Umi Max sẽ có thiết kế toàn bộ thân mình là làm từ kim loại, trời rất đẹp, cực đã, cầm móng tay chắc chắn, nặng trịch, không hề có một chút nào rẻ tiền. Tuy nhiên thì mặt lưng sẽ có đôi chút sự khác biệt cho với chiếc Umi Super lần trước. Miếng trên và dưới sẽ làm từ nhựa và được bao quanh bởi các cái đường anten ở những cái kiểu của iPhone 6 ấy nhỉ. Và cái dải anten này thì tất nhiên phần bên trong sẽ là nhựa chứ không phải kim loại giống như tất cả những gì còn lại trên thân máy. Camera chính kèm với đèn flash LED hai tông màu, chúng ta cảm biến vân tay một chạm, cảm biến vân tay này rất nhanh. Mọi người chỉ việc đặt vào là có thể mở được khóa luôn mà không cần phải bấm chức năng phím nguồn. Đó chính là điểm mà các hãng khác phải e dè khi mà mặc dù với tầm giá rẻ nhưng các hãng sản xuất Trung Quốc luôn trang bị cảm biến vân tay xịn. Bên dưới là sẽ có cổng sạc và nó sẽ đi kèm với là chuẩn USB Type-C, công nghệ sạc nhanh của MediaTek. Loa ngoài và mic thoại được làm cân đối hai bên rất đẹp. Bên trên là giá cắm tai nghe 3.5mm. Cạnh trái đặc biệt khai đựng SIM cũng như là khai cắm thẻ nhớ. Và nhà xuất Umi có trang bị cho nó một phím chức năng hay, khi mà các bạn thể gắn nó làm bất kỳ một ứng dụng nào, mình bấm nó sẽ mở thành camera thì nó sẽ truy cập camera hoặc ứng dụng nào mà mình mong muốn. Phía bên cạnh phải là phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Các cái phím này thì có một điểm yếu là bị ọp ẹp, khi mà mình rung thì mình thấy là các cái phím nó lắc nhẹ, nó không có chắc với thân máy. Có lẽ với giá rẻ như vậy cũng dần dần lộ ra các điểm yếu trong thiết kế hoàn thiện. Màn hình là cái thứ hai, nó cực kỳ đẹp. Màn hình này có độ phân giải Full HD, cho lại khả năng hiển thị màu sắc rất tự nhiên, góc nhìn rất ngon và làm cong 2.5D đã đời, vuốt tay rất thoải mái, không hề cấn và khó chịu. Vì màn hình của máy mỏng, đấy là một trong những cái mà mình thấy đáng khen ở Umi, không giống như một số nhà sản xuất Trung Quốc khác chơi kiểu ăn gian là làm viền xung quanh tường mỏng nhưng mở lên đen thui. Thì Umi Max có màn hình ngon, cảm ứng mượt mà nhưng đáng tiếc là độ sáng thấp, ra ngoài trời khó nhìn. Máy đang chạy vi xử lý Helio P10 với phiên bản là xung nhịp thấp hơn và đây là dòng chip chuyên tiết kiệm pin và chúng ta sẽ có 3GB RAM. Với những cái gì mà mình đang có ở đây thì trải nghiệm của máy về cơ bản là ổn. Do nhà xuất Umi trang bị một giao diện thuần Google, không tùy biến bất kỳ một cái gì luôn. Máy chạy trên Android 6.0. Nhà xuất này thậm chí còn công bố luôn là 24 tháng 12 cuối năm nay sẽ có luôn phiên bản Android 7.0. Như vậy các bạn có muốn mua thì sẽ không sợ bị bỏ rơi. Umi Max sẽ cho chúng ta một cái tùy chọn rất hay trong cái đợt này. Nếu như các sản phẩm khác trước đây thì thường sử dụng phím cảm ứng bên trong màn hình thì lần này nó sẽ cho chúng ta tùy chọn là sử dụng các phím cảm ứng bên ngoài hoặc là bật các phím cảm ứng bên trong màn hình tùy theo nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Đó, mình có thể bật tắt bằng một cái công tắc ngay trên thanh thông báo động thái, chuyển sang chế độ tiết kiệm pin cũng cực kỳ tiện lợi, kéo dài ra trung bình rơi vào khoảng 3 ngày sử dụng. Vâng, gớm, khoe khủng khiếp thế. Bên trên của máy chính là cái phần loa thoại và camera selfie. Nói về camera thì đừng kỳ vọng gì mấy máy Trung Quốc này. Camera chụp khá tởm, cái độ chi tiết và màu sắc nói chung là đều không ngon. Máy sử dụng các cái phím điều hướng bên ngoài hoặc bên trong màn hình. Trong đó sẽ có một phím chính giữa có đèn thông báo trạng thái, nó sẽ thay đổi màu mỗi khi có tin nhắn, cuộc gọi nhớ vân vân, rất là đã và chất lượng, làm nhớ lại các sản phẩm trước đây của Sony hay làm nhưng bây giờ họ lại loại bỏ hoàn toàn rồi. Về cái bản Umi Max là một chiếc điện thoại giá rẻ đem lại nhiều trải nghiệm cao cấp cho người tiêu dùng. Và hiện tại thì mình sẽ cho một cái link bên dưới các bạn tham khảo giá bán nó ra sao. Ở trong hộp cũng đi kèm với cục sạc và các cái nối chứ không có tai nghe. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Liệu nếu mà nhà sản xuất này đưa vào Việt Nam thì bán nó có ổn hay không? Hay như thế nào? Hãy cùng comment chia sẻ ý kiến bên dưới. Và hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Con này mà ném vào đồ thằng nào chắc chắn là thằng đấy tì. Nặng quá nổi.